Thì cho anh đứng lên trên này. Và trận đấu đang chuẩn bị được bắt đầu. Đừng nói để cho anh Hiệp ấy nào. Nhật à? Nhật đi. Vâng, bóng đang nằm trong tầm kiểm soát của Đan Tomama. Hiroto, Hiroto đang có bóng và anh thực hiện một cú sút rất chi là nguy hiểm. Ok. Chỉ sau 3 giây đầu tiên đã có một pha bóng nguy hiểm được tạo ra. Cố lên anh em ơi. Cố lên. Có chiếc của Hoàng. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Một quả ném biên đá biên cho Đan Tomama. Các cầu thủ đang làm quen với sân nên nhịp độ trận đấu rất chia chậm. Có thể là thời tiết buổi sáng, nhiệt độ hiện tại đang nằm ở 12 độ C. Bóng đi hết đường mình ngang. Mình đứng xịt xuống cắt 1 mét mình lên đội trưởng lên. Em ơi đứng dưới 1 mét em ơi. Sân rộng thoải mái mà. Tối nay đang có bóng. Quả vào đầu tiên có được không? Được tiên. Bóng đi hết đường biên ngang. Một quả đá biên cho Đan Tomama. Ok. Pha đập nhẹ rất là đơn giản của Đan Tomama. Có lẽ thủ môn chưa hiệu luôn. Bên mình đội trưởng là ai nhỉ? Bên mình có ai sắp chơi vào sân đó, muốn khởi động đúng không?
giúp em là ra đằng sau lượm bóng em nhé. Ok em. Đây. Tô Văn Cấn ơi. Em ơi, cho một người xuống dưới sân nhặt bóng cũng được nha. Nguyên với Trung Anh xuống lấy bóng hộ cho đội. Thanh bảo thấy mới quay trước đi. Yeah. Một bàn thắng cho Real Toma mà. Anh ơi lấy máy quay nha anh em ơi, Hồng có tay mỏi lắm. Con ơi. Đan Toba đang dẫn trước 1-0, bàn thắng rất là đơn giản đến với cầu thủ Đan Toba. Chúng ta đang quay ở góc độ màn hình rất là rộng. Em ơi lấy máy quay cho anh nhanh lên. Đặt máy quay ở dưới đây em. Tháo chân này. Không à, sang bên kia đi. Tháo đường dưới, tháo đường dưới, tháo đường dưới, tháo đường kia. Đi đường kia không mất bóng. Quả phạt góc cho Real Toba. Sang bên đồ mình lều mình ngoài kia em. Liệu quả phạt góc này Real Toba có thể thực hiện được thêm một bàn thắng nữa không? Ok. Để ta cầm đấy, cầm đấy. Cầm quay một tí. Lấy cái gì, lấy cái gì. Đi.
đây quay là ok rồi, ok rồi. Tôi cho máy quay nha, máy quay đã lên 30 triệu. Ôi bị rất nhiều người chơi đây. Tôi mới tới nhà. Anh ấy không quay là. Đây sẽ xong. Bị lợn nhanh quay cũng được. Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại trên màn hình của quý vị và các bạn đang là trận đấu giữa hai đội Real Tocama gặp FC Coi Gia Ban. Hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về FC Real Tocama. Vâng, như ta quan sát thế trận vẫn đang nghiêng về các cầu thủ áo đỏ. Số 7 ơi, bắt đầu tôi số 7. Quay ra tôi xin lỗi là Real Tocama với đồng phục truyền thống là áo đỏ sọc trắng và quần đỏ. Minh Hoàng vẫn được tin tưởng là người bắt chính với trả đấu. Sau tình huống vừa rồi trọng tài không công nhận có gì lỗi của cầu thủ đây ạ. Hôm nay thời tiết nắng khá đẹp, một phần nào đó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều tâm lý và thể lực của các cầu thủ. Các cầu thủ Coi Gia Ban đang được hưởng một quả phạt góc. Không có gì là nguy hiểm cả. Chân này có cao quá nhỉ? Chân mới quay để chân này cao quá. Subin dành cho Real Tocama. Hoàng Tịnh Kính là người vừa thực hiện pha sút in. Bóng đi hơi sâu. Sau khi ăn được một quả đầu tiên, các cầu thủ Tocama đang thận trọng bảo vệ tỷ số. Thì bảo tinh thần của các cầu thủ ổn định lên. Hiroto. Bóng đá trong chân của Hiroto, sút xa, không được. Và sút xa không hiểm hóc. No. Ôi. Bình Phương. Đây là bóng của Bình Phương rồi. Đình Kính là bám sát. Bạn buộc phải giãn đội hình ra. Real Tocama với thể lực dồi dào nên tận dụng rất tốt những tình huống áp sát. Nỗ lực lấy bóng của các bạn. Một pha cao rất cao của cầu thủ Arsenal các bạn. Đã có lỗi. Vâng, cầu thủ Minh Phương đã bị đau. Có lẽ là một pha va chạm vào mắt. Anh Dương vào để cho kỳ cầu thủ đang chăm sóc cho Minh Phương.
Minh Phương. Mọi người gì chúc chào anh. Đèn đá một cơ thế vàng dành cho Minh Phương. Anh Tùng ơi, nhìn em này. Anh Tùng, một cá đá phạt. Tùng ơi, quay lưng lẹ em ơi, nhìn. Trường tập trung. Anh Tùng nhìn em này. Sát tao vào, anh Kinh ơi, sát tao. Sát tao vào. Anh Kinh ơi, sát nhau vào. Sát phải. Phút cuối có mệt nhìn những tình huống như thế này là khá hồi hộp. Không có gì là nguy hiểm. Và chạm bóng kịp thời của Đình Kính. Bàn hướng một quả phạt góc. Em lấy cho anh này. Phá đồ thủ môn Duy Hoàng một pha phạt bóng rất chắc chắn và vào cũng là phút cuối cùng trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Tomama gặp FC Coi Ra Bàn trong hiệp đấu thứ nhất. Xin chúc mừng các cầu thủ Real Tomama đang có 1-0 dẫn trước. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau hiệp đấu thứ hai. Xin chào và hẹn gặp lại. Tân Lan Tân Hàng.